bóng đá Việt Nam chưa thể đá kiểu kiểm soát của huấn luyện viên Chu Xie. Theo ông Vũ Mạnh Hải cựu danh thủ thể công, tố chất của cầu thủ Việt Nam hiện tại khó đáp ứng yêu cầu chơi kiểm soát của huấn luyện viên Philip Chu và nên quay về lối đá phòng ngự phản công thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu năm, huấn luyện viên Philip Chu Xie công khai thể hiện mục tiêu xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam lối chơi kiểm soát bóng. Chúng ta hãy nhìn từ trận gần nhất là giao hữu với Trung Quốc hôm mùng 10 tháng 10. Nhìn thoáng qua, có vẻ thử nghiệm của ông Chu Xie đạt yêu cầu. Các cầu thủ đã thực hành lối chơi cầm bóng, ban chuyển ngắn và di chuyển liên tục. Đó là những gì huấn luyện viên Chu Xie luôn nhắc đến. Vì thế, tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta cao hơn Trung Quốc, 63% so với 37%. Nhưng vấn đề là Việt Nam thua 0-2 và nó bóc trần ra một số vấn đề. Đó là sự kiểm soát chỉ đạt được ở 2 phần 3 hoặc nửa mặt sân của đội nhà. Chứ khi triển khai tấn công, chúng ta không tạo được nhiều cơ hội ba cú dứt điểm hướng trúng đích của chúng ta đều không nguy hiểm, trong khi đối phương ghi được hai bàn. Thiếu sót này rất cơ bản và cần được thừa nhận một cách xác đáng. Về mặt con người, tôi cho rằng huấn luyện viên Chu Xie chưa tận dụng triệt để hoặc có thể chưa bao quát hết tình hình cầu thủ hiện nay. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc hay Hồ Văn Cường cũng tốt, nhưng dường như ông ấy đang tập trung cùng lúc quá nhiều lứa cầu thủ, dẫn đến việc chọn lựa và đánh giá thiếu đồng nhất. Thay đổi là cần thiết, nhưng không vì thế mà bỏ qua cả những cầu thủ có phong độ tốt nhất ở giải vô địch quốc gia thời gian qua. Một số cầu thủ được huấn luyện viên Chu Xie chọn có vẻ chưa sẵn sàng đón nhận cơ hội nếu không muốn nói là chưa bì được với các phát hiện của huấn luyện viên Park Hang Seo trước đây. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Việt Nam kiểm soát tốt phần sân nhà nhưng không thể luân chuyển bóng ở gần vòng cấm đối phương? Đầu tiên, chúng ta thiếu giải pháp tạo ra cơ hội, tức là thiếu phương án tấn công hay nôm na là thiếu bài vở. Thứ hai, trong các tiền đạo, chỉ Phạm Tuấn Hải đạt yêu cầu, còn những người khác không đủ sức trở thành mũi xuyên phá. Nguyễn Văn Toàn có tốc độ và nhiệt tình, nhưng không sắc sảo. Nguyễn Tiến Linh được chơi quá ít thời gian, phong độ bất ổn và nhận thẻ đỏ nên khó đánh giá. Có thể nói, nhân sự hàng công ảnh hưởng nhiều đến lối chơi khiến Việt Nam tạo ra quá ít cơ hội. Lúc này, chỉ hàng tiền vệ tạo được sự yên tâm. Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng đều tốt nhất trong vị trí của họ là những nhân tố mà đội tuyển cần. Lứa sau này có thêm Nguyễn Thái Sơn hoàng đức được thử nghiệm đá cao nhất trên hàng tiền đạo ở trận đấu trung quốc đây không phải lần đầu tiền vệ này được xếp đá trái sở trường đó là một phương án sáng tạo có thể huấn luyện viên chu xie đánh giá hoàng đức sở hữu nhiều tố chất để đá ở vị trí đó như thể hình tốt nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm tương đối toàn diện hoàng đức luôn có thể ra chân nhanh và bất ngờ nhưng đó không phải sở trường của cậu ấy hoàng đức có thói quen lùi về phía sau để tổ chức kiến thiết cậu ấy nên được kéo về hàng tiền vệ khi ấy chúng ta sẽ có tuyến giữa tốt nhất hiện tại. Có lẽ vì thế, huấn luyện viên Chu Xie chỉ áp dụng phương án này trong một khoảng thời gian nhất định. Trận Uzbekistan mang ý nghĩa đấu tập nhiều hơn, đó là trận đấu kín, được thay người không giới hạn. Cho nên, huấn luyện viên Chu Xie có thể thoải mái thử nghiệm và có thể tiếp tục thất bại. Còn gặp Hàn Quốc sẽ phải chỉnh chu hơn, nhưng kết quả có lẽ cũng không khác. Trước đối thủ như thế, muốn đá kiểm soát cũng không được chúng ta không thể lặp lại tỷ lệ kiểm soát bóng như trước Trung Quốc mà có khi bị dồn ép ngược lại. Người hâm mộ cần quen dần với cách chơi của huấn luyện viên Chu Xie. Đây là lối chơi không mang lại sự chắc chắn về phòng ngự và cũng không đủ sắc bén trong tấn công. Cái được là chúng ta cố gắng kiểm soát bóng, không bị lép vế so với đối thủ, nhưng tôi không cho rằng nó hiệu quả. Sẽ hợp lý hơn nếu dùng lối chơi kiểm soát bóng, tấn công khi gặp đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia còn phía trước là các đối thủ hơn chúng ta về trình độ và mọi mặt. Kiểm soát bóng cũng được, nhưng phải tạo ra những miếng đánh nhanh và bất ngờ chứ như hiện tại, chúng ta chỉ kiểm soát được ở phần sân nhà. Có lẽ, đội tuyển cần chọn lối chơi phù hợp mà theo tôi là phòng ngự, phản công. Việt Nam không thể đá kiểm soát bóng. Đấy là lối chơi dành cho tương lai. Với lứa cầu thủ này, Việt Nam chưa sẵn sàng về thể lực, sức mạnh, sức nhanh, sức bền. Đây không phải do đào tạo mà do tố chất con người. Trước các đối thủ đồng cân đồng lạng, chúng ta có thể chơi như vậy. Còn trước Đông Á, Tây Á, Châu Âu, cầu thủ Việt Nam vừa thấp bé nhẹ cân, sức mạnh hay tốc độ cũng thua, chỉ hơn về sự linh hoạt và tốc độ đoạn ngắn thì khó có thể chơi kiểm soát. Mà nếu có thể cũng chỉ như trước Trung Quốc. Một khi đối thủ dồn lên pressing, chúng ta khó chống lại. Điều kiện sinh sống của các dân tộc như Uzbekistan hay Hàn Quốc giúp họ có thể lực tốt hơn. So với thế hệ của tôi, cầu thủ Việt Nam bây giờ phát triển vượt bậc Ngày trước, chúng tôi chỉ cao trung bình 1,65m còn cầu thủ bây giờ đã đạt 1,75m. Nhiều tuyển thủ Việt Nam cao trên 1,80m. Đó là điều đáng mừng. Nhưng sức mạnh và tốc độ của chúng ta còn kém. Đội tuyển có thể có khả năng chơi kiểm soát, nhưng tố chất con người là điểm hạn chế. Yếu tố này không thể thay đổi. Có thể đến năm 2026 hay 2030, Việt Nam cải thiện thêm một bước về thể lực. Chừng nào có những vận động viên giành huy chương vàng hay lập kỷ lục Olympic chạy 100m, 200m hay 400m, hoặc đủ sức ganh đua tầm thế giới, chúng ta mới có thể nghĩ đến lối chơi kiểm soát bóng. Bóng đá châu Âu thường thống kê quãng đường di chuyển của cầu thủ mỗi trận, trung bình 11 đến 12 km. Ở Việt Nam, những thống kê như vậy ít được thực hiện. Cách đây mấy năm, tôi nhớ có bên thống kê cầu thủ Việt Nam di chuyển trung bình 5 đến 6 km mỗi trận. Có thể bây giờ có thể tăng lên khoảng 7 đến 8 km như thế vẫn còn rất lâu mới bắt kịp môi trường đỉnh cao. Tất nhiên, bóng đá phụ thuộc nhiều yếu tố. Về kỹ, chiến thuật, tư duy hay sự khôn ngoan, cầu thủ Việt Nam đã dần theo kịp quốc tế. Nhưng nền tảng thể lực còn thua kém rất xa châu Âu hay châu Phi nơi các quốc gia còn nghèo nhưng tố chất con người là thiên phú. Tôi hiểu mong muốn của huấn luyện viên Chu Xie. Trước đây, gặp các đối thủ mạnh, Việt Nam chủ yếu phòng ngự phản công với ý đồ rõ ràng, trước hết phải không thua rồi mới nghĩ đến tìm bàn thắng. Chúng ta yếu, Việc để thủng lưới trước sẽ đánh mạnh vào tâm lý cầu thủ. Huấn luyện viên Park đã gặt hái thành công trong 5 năm nhờ lối chơi như thế. Bây giờ, Chu Ci muốn hướng tới tương lai, muốn không lép vế trước các đối thủ lớn. Nhưng ông ấy cần tính toán lại, xem con người Việt Nam hay Đông Nam Á có phù hợp với lối chơi đó không. Theo đuổi lối chơi kiểm soát và tấn công cũng tốt, nhưng liệu có cần thiết trong bóng đá hiện đại không? Nếu đội tuyển chơi chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công thì tại sao phải chuyển sang kiểm soát bóng nhiều? Đá với đối thủ mạnh, chọn lối chơi nào phù hợp mới quan trọng chứ không nên cứng nhắc theo một kiểu cố định. Tôi nghĩ rằng trong hai trận tới, nếu muốn giành kết quả tốt, ví dụ không thua, Việt Nam cần trở lại lối chơi dưới thời huấn luyện viên Park. Còn nếu tiếp tục đá kiểm soát, Việt Nam sẽ tiếp tục thua và có thể thua đậm.